Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bản Tiếng Tôn em ha. Thì hôm nay em lại lên một ít dao, dao thủ công và dao ít dao Damascus nha, hàng VG10. Thì lần này mình lại lên gồm có 67 mã, mã lần này mình lên là mã X ha. Đây. Đầu tiên của mình cây X1 ha, X1 là dài 16, bản con này là bản rộng được 4.6 nha. Con này rộng 4.6 và độ dày này được trong gốc này 4 ly rưỡi nha anh em, mỏng dần ra ngoài. Cái này thủ công rất là đẹp nè, chữ khắc trên thân dao rất đẹp ha, vân giang mai nha. Con này 3 lớp, chắc thử cho anh em xem ha, rất là bén nha. Cái này thì mình bán 240.000 nha, bán 4.6. cái này còn cái tem ở cán này, X1. Rồi X2 ha. X2 là một cây cũng là xanh thư cư. Cây này chữ khắc thủ công rất đẹp này, của hãng như Ski hay gì á. Con này thì nó cũng là vân giang mai. Đấy, con này 3 lớp mà nó RAM này nó còn ok nha. Để mình rồi, cái này mình bán với giá là 300.000 nha, dài 16,2, bản rộng là 4.5 nha. Con này Santaku này dài 4 ly, mỏng dần ra ngoài. Ra ngoài này còn tầm ly 8 ha. Rồi cái này mình bán với giá là 300.000 nha, 300.000. Cái này X3 nha, X3 là một cây Nakiri. Cái này cũng 3 lớp vân giang mai. Con này chữ ở trên thân dao ha, có 4 chữ nha. Cái này dày 4 ly rưỡi, mỏng dần ra ngoài nha. Cái này Nakiri. Con này cũng 3 lớp ấy. Thủ công. Nó dày ở trong gốc là thủ công hết nha anh em. Rồi cái này 300.000, dài 16, bản rộng là 4.8 nha. Cái này rộng được 4.8, nếu mà đo trên này thì nó sẽ 4.8, 4.7 này. Ở dưới này 4.8 này ha. Rồi cây này cây X4 nha. X4 là một cây Santoku của Tojiro. Cây này thì nó rất là bén và rất là ngon nha. Sử dụng thép nó là thép Thụy Điển nè, nó ghi ở đây ha, Swedish đó. Con này thì Thụy Điển thì nó cũng ngang ngửa VG10 ha, nó cũng như nhau ha, cũng là 60 HRC, 59-60. Cây này rất là bén, thép Thụy Điển là rất ngon. Và Tojiro thì hãng nổi tiếng ha, là nghề mấy trăm năm nên dao này xài rất là ngon. Con này cán gỗ ha, cán gỗ Bách Ca, có 3 đinh chốt ha, dài 16,7, bản rộng là 4.3. cái này 400.000 nha. Rồi cái này tiếp tục một cây Nakiri, nhưng mà cây này thì hãng này thì rất là xịn này. À, chữ nó khắc sâu xuống dưới này. Cái này hôm trước mình có một cây nhưng mà bản nhỏ, cây này bản to. Cây này thì rộng được 4.9 nha, ở đây 5 chấm này. Đây, cây này rộng 5 chấm này. Và cây này rất là dày nha. Dày ở đây phải 6 ly luôn này. Đấy, trong gốc 6 ly nữa ha, mỏng dần ra ngoài nha. Con này thì vân giang mai rất là đẹp. Con này thì 380.000, dài 16, bản rộng là 4.9 nha. Con này rộng được 4.9, 5 chấm, 5 chấm là ngay bản ngang của nó, bản bự nhất đó là 5 chấm ha, 380.000. Rồi một cây Garasugi. Đấy, Garasugi là cây này thì anh em dùng để làm gà ha, hoặc là lóc ha. Con này thì anh em có thể chặt được nha. Con này rất là dày ha. Garasugi anh em nhìn cái cán này, cái cán nó không là rất là dày ha, dày ha. À, trong này. Rồi, cái này dày được 4 ly rưỡi nha. Đây, mình đo này. Hơn 4 ly luôn này. Đó, 4 ly rưỡi, mỏng dần ra ngoài nha. Cái này thì anh em làm gà làm đồ hoặc là
chắc dừa chắc đồ là rất là sướng á. Cái này dài rộng nó là 18 là chiều dài, rộng của nó là 4.5 nha. Đây, cái này rộng 4.5. Ở đây là 4.6 luôn này, ngay góc này này. 4.6 luôn. Cái này thì mặt hai mặt chữ. Mặt sau là có chữ thép Nippon Nhật Bản nha, hai chữ này là chữ Nhật Bản này. Cái này 900.000 nha. Cái này rất là hiếm nha. Honasuki Lux thì nó dễ dễ kiếm nhưng Gara này là khó kiếm lắm, mắc lắm. Rồi cây này là một cây Mizuno. Đấy. Mizuno này nó là sử dụng thép không rỉ nha anh em. Đấy, ở đây nó ghi thép không rỉ luôn này. Mét không rỉ, dài được nó là 17,7. Chiều rộng nó là được 4.4 nha, 4.4. Cái này thì 650.000, còn rất là mới nha, rin luôn á. Cái mặt này còn nó ám ám sơ sơ thôi, tại vì hàng bãi thì nó hơi hơi dơ dơ xíu. Đấy, mặt sau rất là đẹp nha. Cái này thì cán công là còn rất là liền lặng ha, rất là đẹp, 650.000 nha. Mizuno hãng nổi tiếng anh em biết rồi. Đây một cây Tadavusa Nakiri Obnashiji. Con này thì lõi thép dây xanh hoặc dây trắng, nhưng mình nghĩ là thép dây trắng nha. Con này cán gỗ khâu sừng nha. Cái này dài được 16,2, rộng nó là 4.8. Này chiều rộng của nó này 4.8 nha. Ở đây 4.9 luôn nè, nếu mà mình đo ở trên đó, là 4.9. Rộng nhất nó là 4.9 nha. Cái này thì Nashiji, ốp Nashi không rỉ. Đời cao nha, nó ốp cao nhất rồi. Nashiji là xịn nhất nha. Cái này 850.000 nha. Rồi một cây cây đề ba ha, cái này gọi là đề ba hai mặt. Đề ba hai mặt ha. Cái này thì dùng làm việc nhỏ, thái rau cành, rau củ quả đồ ha, việc nhỏ thôi. Thì cái này là size nhỏ ha. Cái này đề ba size mini. Nó hai mặt nha. Dài ở trong này được 4 ly mỏng dừng ra ngoài anh em. Cái này dài 10,8, bản rộng là 3.4 nha. Còn rất là mới, nước ram còn nguyên ha. Cái này 150.000. X9 nha. Rồi một cây X10 ha. X10 là một cây dao ốp nó là ốp Nashiji vân búa Damascus. Con này thì nó dòng VIP nhất rồi. Đấy, VIP nhất ha. Nghĩa nó vừa là Damascus mà vừa vân búa. Đấy, vân búa này vân búa thủ công nha anh em. Con này thì nó cái vân rất đẹp ha, mới ha. Con này thì cái cán ở đây có phần tem của nó, nhưng mà nó kiểu giống hàng bãi, nó cái tem giấy nó dính đây, nó hơi dính dơ dơ này. Em chưa đánh cái chỗ, chưa đánh bóng ở chỗ cái cán có cái tem này nha. Cái này dài 18, bản rộng nó là, rộng nhất của nó là được 4.4 nha. 4.4 đây, 4.4 nha. Cái này dài 18 rất là êm ha, ngon. Xanh thơ cư nha. Con này chữ khắc rất là đẹp. Rồi cái này mình bán 1.550.000 nha. Một cây con này là sử dụng thép bạc nha. Đấy, thép bạc ốp nó là ốp không rỉ. Ốp của nó là đúng, của nó là ốp không rỉ. Và lõi của nó là cũng là lõi bạc không rỉ hả. Con này là thủ công nha anh em. Nó dày ở trong này 3 ly, nhưng mà ra ngoài nó mỏng dần nè. Đấy, cái này thì nó xài rất là sạch sẽ. Anh em xài thì cái mặt ở trên này nó không có rỉ này, không bị rỉ ha. Và đặc biệt cái lõi nó cũng không rỉ nữa. Thì cái này nó ghi là DPS Gold ha, không rỉ ha. Đây là ghi chữ thép chính nè. Còn bên này là hãng của nó. Đây có cái mục ha, cái mục này mục tròn này. Đấy, mục tròn này cái này thì 350.000, dài 16, bản rộng nó là được 4 cm nha. Con này vân giang mai cũng rất là ok, vân nó rất là đẹp, 4.1 nha. Con này thì mình bán cũng rẻ, 350.000 nha.
kiếm cây nakiri mà ốp không rỉ, lõi không rỉ nó hiếm. Rồi hôm nay là có một cây này, cây này thì mình chưa dọn nha, cây này hàng bãi về mình chưa dọn. Cây này thì anh em thích về tự dọn hoặc là nhờ mình dọn. Mình dọn thì mình cũng không lấy công nha, không lấy tính tiền công, tại vì cái này mình bán như vậy luôn. Còn anh em thích dọn thì mình dọn nhanh lắm, cái này nó không có gì hết á, nó ám ở ngoài này thôi, mình chỉ cần đánh đánh nỉ đi cái là ok. Và cái này thì nó sử dụng thép giấy xanh, và cái này rất là đặc biệt nha, nó có patina ở đây này đấy, ốp này có patina ba lớp, ba lớp mà cái lõi nó rộng lắm, anh em nhìn cái lõi nó này đấy, lõi nó rộng đến đây ha, cái này rất là xịn nha. Còn ở dưới này thì kiểu nó chưa tách tách lõi ra, nếu mà mình đánh đánh bóng cái là lõi nó tự bày ra, cái này nó rất là xịn sò. Cái này nếu mà anh em thích về tự dọn thì mình để như vậy thôi, mình gửi luôn. Cái này nó làm hoàn thiện bóng gương ở trên này, những cái cây này rất là xịn sò. Ở dưới cái góc của nó này cũng hoàn thiện bóng gương này. Cái này là mình chưa động gì nha, chưa dọn luôn á. Cái này là cán gỗ khâu sừng bát giác, mua bãi zin nó vậy luôn nha. Dài 16,6, bản rộng nó là 4,6 nha. Rồi, cái này mình bán 95.000 nha. Những con này giao giao xịn, chứ không phải giống như mấy cái con mà thép xanh bình thường nữa. Cán nó là mình hiểu rồi. Đây một cây Yuto, cái này thì Vương Giang Mai, lõi thép VG10 Gold ha. Gold VG10 này. Con này thì rất là xịn ha. Con này anh em nhìn ở đây cái cán nó có phối mấy cái phím rất là xịn này. Hàng này hàng thủ, hàng ngon lành ha. Con này thì mình bán với giá là 750.000 nha. Dài 18, bản rộng nó là được ở đây 4 cm nha, 4 cm. Ở đây một cây Kia SG2, nhưng mà cái này vệ sinh mất logo nha. Cái này là lõi thép, nó là lõi thép SG2 đó nha anh em. Anh em xem những cái cây SG2 của Kia là anh em biết. Hoặc là mấy cây Kaiseki á, cái vân nó đều làm như vậy nha. Cái này thép rất là cứng nha. Con này cán gỗ mun, cán gỗ mun Black K ha. Cái này nó bị một cái lỗi này, mình bán rẻ tí là 6,5 này, chứ cái này nếu mà anh em nhìn đây có một cái lỗ nhỏ nha, nhưng mà đến đây là còn rất là to nữa mới đến cái lỗ này. Anh em xài hết cái này mới xài lên trên ha, mới mài tiếp ha. Cái này 650.000 SG2 nha. Dài 16,3, bản rộng là 4 cm ha. 6,5. Đây là một cái lưỡi Sushikiri. Cái dòng này thì nó siêu hiếm. Sushikiri thì ở bên đó là người ta dùng để mổ cá ngừ nha, mổ hoặc là xẻ mấy cái tảng thịt rất là lớn. Con này dài 21,9, dài 22 nha. Bản rộng của nó là 6,7. Trời. Rồi cái này nó đặc biệt cái là cái lõi nó cũng có cái gọi là cái lõi nha, mình đang nói cái lõi chứ không phải nói trên cái ốp này nha. Nó có rất là nhiều 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 lớp nha. Mình nhìn vô đây là giống như thép như kiểu tama. Đấy, thép tama là nó cái lớp này ở đây nó có nhiều lớp này ha. Tama là giống như ngọc cương á, thép làm kiếm anh em. Con này rộng này, rộng nó là 6,8 này. Đó, dài 22 đó. Cái này ở đây gút nó dày nha, gút dày mỏng dần ra ngoài nha. Đấy, cái này được 4,5 ly ha. Đấy, 4,5 ly này và mỏng dần ra ngoài. Thì cái này cái cán thì mình lậm được cái lưỡi thôi, nên mình không có làm cán, anh em về mua tự mua cán đút vô nha. Cái này thì nó vân rất là đẹp. Và cái này mình đang cố tình để như vậy nha,
để cái vân như vậy để mình có thể đôi khi mình băm hoặc là mình chặt nhẹ đều được nha. Nếu mà mình mài cái vân này bên này to ra thì nó đẹp, nhưng mà nó sẽ mỏng lưỡi thì nó sẽ không 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 mạnh nha. Những cái này nên để mạnh một xíu để đôi khi ở Việt Nam mình không có tận dụng, mình có thể cho mình tận dụng là mình có thể chặt nhẹ được ha, chặt nhẹ những cái thứ mà mình cần, giống như chặt dừa chặt đồ thì anh em tra cán vô mài cái gốc lên, cái đó mình biết mài gốc thì mình hạ gốc cao lên cái mình chặt dừa thoải mái. Cái này một cây đề ba, đề ba có hãng ở đây ha, chữ đây này. Rồi, cái này thì mình bản là 250.000, dài 16, bản rộng nó là được 5. Cái này thì rất là dày ở trên này ha, anh em nhìn trên này dày này. Ui dày lắm, dày gần 8 ly nha. Đây này dày. Hai lớp. Cái đề ba này nói chung là để nói chung là ở mặt sau này nó không có bị gì nhiều nha. Cái này là ám, mình chỉ bôi dầu mình xài là ok. Trên này cũng vậy, còn cái mặt này thì mình đã mài bén rồi, hết ok hết rồi. Anh em về chỉ việc xài thôi. Mấy con này thì đề ba thì anh em chặt gà chặt đồ được nha. Đấy, chặt gà chặt vịt thoải mái. Nó trâu lắm. Đề ba lõi nó dày. Lõi dày bèo gì phải 3 ly. Đây một cây Kaiseki Manguru. Con này thì nó sử dụng 3 lớp thép ha. Con này thì thép rất là bén nha. Ngon lắm. Đây. Con này 350.000, dài 16, bản rộng nó là 5 nha. Bản rộng nó 5 cm. Con này còn RAM đồ còn đầy đủ ha. Con này mình bán 350.000. Đây một cái dao đầu bếp nha. Đây, hình logo hình đầu đầu bếp. Ở đây là sử dụng thép không rỉ ha. Đấy, ở đây ghi luôn. Con này thì Gilto. Gilto này dài ha, dài được 21 nha. Rộng nó là được 4.5 nha anh em. Cái này còn nguyên bản luôn. Cái này rất đẹp, mới ha, cán gỗ ha. Cái này cán gỗ nha anh em, cán gỗ Bách Ca mung màu đen ha. Cái này thì mình bán 350.000. Đây một cây cây này mình chưa dọn. Cái này hàng bãi như vậy ha, chưa dọn. Hàng cây này rất là dày nha. Cái này nó ốp 3 lớp. Lõi full luôn ha, nhưng mà ở trên này nó bọc bọc trùm luôn nha. Đây, những cái dao này nó rất là xịn nha. Anh em nhìn ở trên này đáng lý ở đây nó bày cái lõi ra nhưng mà nó bọc trùm lại luôn. Đây, rất là xịn sò đấy. Lõi là full lên đến đây rồi này. Trên mũi là mình nhìn thấy là biết full rồi ha. Đấy, ở dưới cái tang này, này nhìn thấy là biết full rồi. Con này hãng mình cũng chưa tra nha. Con này mình bán 650.000 á, à 650.000 á, dài 17, bản rộng nó 4.5. Cái lõi nó thì cái này thì rất là xịn rồi. Dài ha. Con này dài 4 ly rưỡi mỏng dần ra ngoài á. X19 nha. Rồi X20, một cái rửa nha anh em. Cái rửa này thì 3 lớp. Vân vân mai rất là đẹp nè. Trên này thì người ta có lấy búa người ta đóng nó tè cái tí ha. Chút xíu. Cái này thì mình bán với giá là rẻ ha, 240.000. Dài 14,5, bản rộng nó là 4.6. Rồi cái này 200.000 nè. Đấy, cái này cây quéo cái rựa gì đây. Đấy, cái này gọi là chặt cành trên cao ha. Ở bên Nhật là người ta gọi là cây dao chặt cành trên cao. Còn ở về đây thì gọi là cây quéo hay cây rựa gì đó. Đều được ha. Cái này thì nó cũng chính chiến lắm, nó cũng gõ trên này nó tè cái đầu này. Nó không vấn đề gì ở trên này ha. Quan trọng cái lưỡi sử dụng này thôi. Rất là bén này ha, 3 lớp. Con này thép rất là xịn đấy. 200 nghìn nha. Cái này thì ở dưới người ta cuốn dây này. Cuốn dây ha, 3 lớp nha. Rồi, 22 là một cây dao của Kai. Cái này thì 3 lớp. À lộn, nhầm, xin lỗi nha, 33 lớp. Con này dài 16,2, bản rộng là 2.8 nha. Con này có chữ Kai ở đây nha.
Made in Japan này. Cái này thì mình bán với giá là 400 nghìn nhá. 400. Rồi đây một cây dao lóc. Cái dao lóc này nó bị lỗi nha anh em. Cái này bị lỗi là nứt nhẹ ở đây nha. Đây. Lóc mà anh xài ở trên này thì rất là ok đấy. Cái này mình bán giá là 230 nha. Đấy, cắt thì nó vẫn bình thường nha anh em. Nếu mà mình lóc thì đồ thì các thứ thịt đồ thì cũng bình thường thôi. Anh em nhìn thấy cắt giấy rất ok nè. Cái này 230 nha. Giờ 15 bản rộng 2 nha. Cái này lỗi nha. Con này vân xương cá rất là đẹp nè. Lóc ha. Rồi cái này cây Betty. Betty Damascus vân búa này anh em. Vân hoa dấu búa nha. Cái này thì gọt hành tỏi hoặc là bóc hành tỏi hoặc là gọt trái cây rất là ngon nha. Cái này thì rất là bén rồi, không có lỗi lầm gì nha. Cái này thì dài 9,5 bản rụng nó là 2. Cái này 220.000. Rồi cái này vân hoa gió búa nha. Cái này không có lỗi lầm gì nha. Rất là bén nha. Cái này anh em có thể nếu mà anh em muốn chặt gà hoặc là chặt dừa, anh em nói em để em hạ gốc này cao lên tí là cây này chặt được nha. Cây này rất là mạnh, vân hoa giống búa này. Đấy. Con này thì nó sẽ nén nhiều vì con này nó dày, lúc đầu là nó dày tới 3 ly lần, và người ta nén xuống vì do nó đập giống búa hai bên thì nó sẽ nén xuống nữa. Dài 18, bản rộng nó 4.2. cây này 380.000 nha. 380.000, rất là ngon nha. Còn nó thì anh em mua về đa năng, xài đa năng được. Đây một cái dao dao thái, mà cây này thì rất là dài nha. Trước giờ mình thấy mấy cây này dài mình thích lắm. Cái dòng Yuto mà thái nó dài rất là nhiều người thích. Tại vì xài được nhiều việc ấy, với lại mấy cái dao dài nó đẹp. Và 21 bản rộng nó là 4.3, cây này 380.000. 33 lớp lõi thép VG10 nha. Con này dài ha. Con này dài 21 nha. Rồi cái này mình bán 380. 21 là Yuto, 21 là ngon. Rồi cái này cũng vậy, nhưng mà cái này lên lại là nguyên khối nha. VG10 nguyên khối nó cũng rất là mắc tiền nha anh em. Tại vì anh em biết á, những cái dao mà nguyên khối á, là làm nó rủi ro cao vì nó nguyên khối nó tôi nó dễ bị nứt. Cái này 20.5 bản rụng nó 4.5 ha. Cái này bán 300.000 thôi. Cái này rải hơn cái kia. Cái cán nó to lắm. Cái này là cây Santa Cư. Cái này là vân vân Class. Vân Class là vân cổ điển nha anh em. Nó sẽ thẳng thẳng như đó. Con này thì 33 lớp. Lõi thép cũng VG10 nha. Cái này rất là bén nha. Cái này là xịn lắm á. Nhưng mà nó bị lỗi một tí ở đây nè anh em. Lỗi ở ngay cái khúc này. Nó bị kiểu bị cứng một xíu ha. Nhưng mà ở trong này thì không sử dụng mấy đâu. Cái này 330, giờ 17.5 bản rộng là 4.1. Cái này cây số 29 X29 nha. X29 là một cây dao cái này dán lạ nha. Cái này mình bán với giá là 320, dài 18.2, bản rộng 4.3, 33 lớp, VG10 nha. Cái này cái hiệu Levinci gì nè. Logo là hình sư tử nha. Con này ghi Japancell Super là Damascus nè, là Super là siêu thép siêu thép Damascus ha. Con này thì nó cũng VG10 thôi. Cái này dài 19, bản rộng 4.5, 650.000 nha. Con này vân hoa cho búa rất là đẹp. Mới. Cái này cây cái này cây Yuto. Cái này khâu chéo nha. Cái này đặc biệt là khâu chéo.
dài được 20, bản rồng 4.4, cây này không lỗi lầm gì nha anh em, không một chút lỗi lầm gì luôn. Con này xài rất là bén nha, cái lõi nó bự nè, do cái lõi nó bự là xài nó bén nha. 33 lớp lõi thép VG10 nha. Con này là giống con kia nhưng mà con này vân búa, con này cái khâu nó khác nha. Con kia thì cái khâu này nó giống như cái con mấy con Takatsuki á, đây đó, vân hoa giống búa này, dáng này rất là đẹp nha. Con này dài 19.4, bản rồng là 4.1 nha, 390.000 nha. Vân hoa giống búa à, con này anh em cũng có thể chặt nha, chặt nhẹ được. Nếu mà anh em thích muốn chặt nhẹ thì nói mình, còn đó thì anh em có thể chặt gà được, được. À, cái này 390, cái này là 800.000, X33, dài 19.7, bản rồng là 9 cm. Cái này là chuyên thái nha, cho những anh em đầu bếp thái, thái phở hoặc là thái thái thịt bò chuyên nghiệp chơi con này. Con này thái đa năng nha. Con này thì mình bán 800.000 nha, 800.000. X33, X34 nha, X34 là 300.000, là một cái dao Suzuki. Cái này thì anh em dùng để bổ dưa hấu hoặc là gọt trái cây hoặc là thái đồ gì được cũng đều được nha, thái đa năng. Hoặc là làm con này, mấy con này là chuyên làm sashimi đồ ngon lắm. Cho Âu người ta xài con này nhiều, giá nó cao lắm nha. Giá 20, bản rộng là 2.1. Con này, con này là 2.7 nha, 2.7, 300.000 nha. Rồi cây này cây bóc, cây bóc ha, dáng bóc bóc nó con này 33 lớp lõi thép VG10. Con này thì dáng rất là đẹp nha, dáng đẹp này, dáng này hiếm lắm, giờ cũng sạch rồi. Cây này 550.000, dài 20.5, bản rộng là 4.5 nha. Cái này 550.000 nha. Rồi cái này X34, à 36, 250.000. 250.000, dài 11, bản rộng nó là 2.1 ha. Cái này cây Betty thôi, chịu người dùng trái cây nha. Cái này không có lỗi nha. Cái này thì anh em xài nó rất là lâu cùng nha. Đấy, một năm thì mài tầm 2 lần thôi. Lõi thép VG10 nó độ cứng rất là cao, 61 HRC, 250.000. X36. Rồi X37 nha anh em. X37 là 450.000. Cái này dài 19, bản rộng là 3. Con này vân vân như kiểu Nagara, vân dòng nước chảy nó xuôi xuống giống chiếc lá này. Con này thì rất là bén nha. Đấy, rất là bén ha. 450.000 nha. À, cái này cây 38 ha. Ôi 38 là có rảnh chống dính này. Cái này rất là ngon này. Anh em làm bếp thì mua cho vợ xài rất là ngon. Tại vì có rảnh chống dính này cắt thái dơ leo nó chống hít đó. Cái rảnh ha logo này nó chống chống hít thực phẩm hoặc là cà chua rồi các thứ. Cắt rất là ngon nha. Cái này 38, dài 17.5, bản rộng là 9.1 nha. Đó, con này vân tất cả những con dao này là không rỉ nha anh em, nó không bao giờ rỉ nha, nó ốp không rỉ và lõi nó lõi VG10 nó không rỉ. Rồi, rất là bén nha. Con này con thái cũng là thái bản lớn nhưng mà cây này nhỏ hơn cây kia, cây này 550.000 thôi, dao 17.7, bản rộng là 7.8. Cây này bị hở đây tí này bớt 50.000 nha, cây này bớt 50.000 đi anh em về xài, nó bị hở à. Hở chứ không có bị gì. Mai mình bôi keo lại cho. Cái này X40. X40 anh em nhìn này, cái này rất là bén nha, cây Santa Cư. Cái này 350.000 nè. Cái này không có rảnh chống dính nha, nhưng cái này bị lỗi một tí nè.
lỗi mà bán rẻ 3,5 nha. Dài 17,6 bản rộng 4,3. Cây này cây Suzuki giống cây kia. Cây này cũng cắt thái ngon ha. Cây này 300.000 nè. Anh em nhìn dao mà uốn lượn như vậy khó cắt lắm. Nó bén nó mới cắt được vậy ha. Cây này dài 19,8 bản rộng 2,7. Cây này 300.000 nha. 41. Rồi 42 là một cây Duco. Cây này vì sao nói Duco? Nó không có lõi thép nha. Nó làm từ Damascus luôn. Cái lõi nó là Damascus luôn nha. Thường thường mấy con kia là có lõi, còn cây này không có lõi. Gọi là thép nhồi á, thép nhồi Damascus á. Cây này rất là xịn đấy. Tại vì cái lõi nó là làm từ Damascus nên nó mắc. Cây này 500.000 nha. Dài 17,5 bản rộng là 4,7 nha. Con này cái cán nó bị lỗi đây một tí nha. Đấy, soi cái lỗi cho anh em xem. Con này bị lỗi trên cái cán này thôi, không có vấn đề gì. Cái này không lỗi mắc mắc lắm. Một cây Nakiri. Cây Nakiri vân hoa giống búa nha. Cây này rất là ngon đấy. Đâu mà kết này. Cây này X43, dài 16,5, bản rộng nó là 4. À, bản rộng nó là 5 nha, 400.000 nha. Cây này bị lỗi một tí ở đây này. Trên trên dao ha. Còn dao thì rất là đẹp. Cây này bán 400.000. Cây này cây Betty không có lỗi lầm. Cái này bản 250.000, dài 13,2, bản rộng là 4.1. Rất là ngon. Cái này vừa tầm luôn á. 44 nha. Cái này 45 nè. 45 là một cây dao lóc. Rất là bén nha. Không rỉ. Lóc không rỉ anh em nên mua một con mà dùng. Dùng rất là được nhiều việc. Chứ không có con dao này thì nếu mà làm nghề thì nó không có được hiệu quả cao ha. Dài 14,5, bản rộng nó là 3.8. À xin lỗi, 1.8 nha. 1.8. Cái này 2 chấm là ngay góc này. Rồi một cây vân hoa dấu búa ha. Cái này cây dao thái vân hoa dấu búa ha. Cái này rất là bén nha. Cái này 370.000, dài 16,5, bản rộng là 4.6 ha. 370 nha. Cái này cây 47 nè. 47 là một cây dao. Cái này như kiểu mấy cái dao đất á, nó có cái gờ này nè. Cái này bị lỗi một tí, nó bị cái gì nó bám lên đây. Rồi cái này bán rẻ nha. Cái này bán 330 thôi. Dầu thái dài này. Dài 19,5, bản rộng là 4.3. Khàn giọng. Cái này cây bóc. Cái bóc này rất là bén nha. Cái này 400.000 nha, dài 19,5, bản rộng là 4.8. Những cái bóc này chỉ có châu Âu ha, đa số là châu Âu, bên châu Âu với Mỹ rồi người ta hay ưa xài mấy cái con, nhất là bên Mỹ á, người ta ưa xài mấy con bóc Kramer này. 400.000 nha, 48 nè. Rồi 49 là một cây, cái này nha, cây vân búa, vân hoa dấu búa, cây này... dùng để gọt hoặc là bổ đồ ha, bổ mít, bổ đồ, gọt xoài, gọt đồ rất ngon, bổ dưa hấu. Cái này mài chưa bén lắm, mai mài lại nha, để riêng. Cái này 250 nha, giờ 20, bản rộng 2.9. Để mình soi kỹ cho anh em xem cán ha. Cán nó là chút đùng nha, cán gỗ bách ca.
Cây này X50, X50 là cây size L gì đây này. Cây này thép nó là AOS 8, AOS 10. Đấy, rất là bén nha. Bén cực kỳ luôn. Nói chung là 400.000 nha, dài 17,5, bản rộng 4.2. Cái này cây Nakiri Vân Class ha, Vân cổ điển. Cái này 550.000, dài 16,2, bản rộng 4.5. Cái này có chút binh nha, khăn gỗ mun ha, gỗ Bacca mun. Cái này có cái khoen đồng này. Rồi cái này cây lóc nha. Rồi, cái lóc này bán 200.000 này, dài 13, bản rộng nó là 2.6. Cái lóc này giống như cái lóc của cái dáng lóc của con Kaji. Con này Damascus 33 lớp, lõi thép VG10 nhá. Rồi con này con dao xương cá như con Meiji luôn. Con này vân rất là đẹp này. Con này mình bán với giá là 350, dài 20 dài 12,3, bản rộng nó 2.1. 350 nha, con nhỏ này mắc à, 350 á. Đây một con bóc Raymer, nhưng mà nó là cái đầu quặp xuống nha. Dáng Santoku. Rất là bén nha. Con này bén kinh điển. Con này dáng rất là đẹp. Này, cản đây anh em. Con này 500.000, dài 19,4, bản rộng là 4.5. Cái này không lỗi lầm nha. Không lỗi lầm gì hết. Dáng này. Đây có cây này, cây này thì dài hơn cây kia luôn á. Dáng con này dáng nhọn nè, nhưng mà bị lỗi một tí cái này. Bị nổi cái này ha. Con này mai đánh cái này đi cũng được. Con này bán do nó lỗi đó mình bán 320 nha, dài 20,5, bản rộng là 5.5. Đây con này nó bén lắm. Đây cái lõi nó rộng á anh em. Ngay chỗ đó chưa mài bén. Anh em nào mua thì mình sẽ mài bén và đánh cái chỗ này lại đi cho nó hết cái này ha. Rồi cây này cây Karisuke, nhưng mà cây này bị lỗi một tí ở đây này. Thế nó hở tí rồi, lỗi ở đây. Cây này thì ở trên mũi thì mình rồi xài thì không ảnh hưởng gì đâu. Rất là bén nha. Cái này mình bán với giá là 330.000, dài 18,8, bản rộng nó là 4.2. 330 nha. Cái này cây chặt gà chặt vịt. Thái chặt gà chặt vịt. Chặt dừa chặt bọng ha. Nhưng mà không chặt xương được đâu anh em ha. Xương ống xương đồi không chơi được đâu. Nó chỉ em chỉ bao chặt gà chặt vịt và chặt xương thôi. Chứ không nên chặt được xương ống đâu nha. Cái này 500.000. Dài 19,7, bản rộng nó 7 cm. Còn này vân hoa cho búa rất đẹp nè. Anh em nhìn này. Thì cây này thì mình đã có nói rồi. Đây mình đã fix lỗi lại rồi. Bôi keo cái đồ các thứ ở chỗ này hết rồi ha. Cây bình thường của nó là nó lỗi cán này nó bỏ ra ha. Đây cây này giống vậy, nhưng mà cây này dán vô bầu nha. Như kiểu pha lua. Con này anh em muốn chặt thì cũng nói mình tiếng nha. Để mình làm cho anh em chặt gà chặt vịt gì đó. Còn hiện tại nó thì đang thái ha. Nó thái cái gốc này của nó là đang thái. Rất là bén nha. Cái này 500.000, dài 19,5, bản rộng nó 7.5 nha. 7.5. Rồi cây này là cây dao chặt xương cá nha. Con này thì anh em cứ chặt gà chặt vịt, chặt xương xương heo xương lợn đó, được hết nha.
Cái này dài 19,6, bản rộng nó là 4.8. Cái này 1,1 triệu nha. Đấy, cái này dày ở trong này 5 ly, mỏng dần ra ngoài này. Đấy, ở trong gốc này. Cái này thì ra ngoài này là còn 4 ly, 4 ly rưỡi gì á. Ra ngoài này 4 ly mỏng đều, dày đều nha. Nó không mỏng ra ngoài. Con này anh em cứ chặt ok hết, thoải mái. Con này thép VG10. Xương cá nha, vân nó vân xương cá rất là mới. Rồi cây này cây 59 ha, X59 là một cây dao lóc. Lóc rất là đẹp ha. Cây này 35.000. Dài 14,5, bản rộng nó là 1.3. 1.3 ha, 35.000. Rất là bé nha, cây lóc này ngon à. Rồi cây này cây Thái này. Cây Thái này vân hoa dấu búa, nó là tờ su chi me, ở tờ su ba me. Tờ su ba me là nó kiểu khi cái vân búa này. Có vân búa ha. Ở tờ su chi me chứ là tờ su chi me là nó vân búa, nó bắt đầu nó mài đi á. Dạ 20, bản rộng nó 4.5. Cây này 400.000 nha. 400.000, cây này Thái ngon lắm, mỏng lưỡi. Cây này cây bổ gọt bổ dừa hoa quả nha. Cây này vân xương cá này, vân như kiểu chiếc lá chứ quên. Con này thì rất là mới và đẹp ha. Vân nó đẹp cực kỳ luôn anh em. Rồi cái này mình bán 240.000 thôi, dài 19,8, bản rộng nó là 3. Rồi con Karisuka này. Con này rất là bén nha. Ui bén ngọt lắm. Con này như con mấy con Nakiri đấy, cái bản nó cũng giống giống tựa tựa ha. Cái này dài 17,5, bản rộng nó 4.8 nha. Cái này hai mặt rất đẹp nha. Cái này nó bị lỗ một chút xíu ở đây thôi, không có vấn đề gì ha. Vân nó không đi hùng tí nha. À cái này bán 380. Rồi đây một cây cắt bánh mì và thịt đông nha. Cắt thịt đông. Cái này dài 18,7, bản rộng nó là 240.000. Rồi cây này cây Thái. Nó là Thái nha. Con này thì nó vân đa mà kết. Dòng nước chảy ha. Con này thì như chiếc lá luôn. Anh em nhìn hai cái mặt nữa này. Và cái này mình bán với giá là 45.000, dài 19,5, bản rộng nó 4.4. Cái này bị lỗi ngay đây tí này. Xíu à. Nó cái chỗ này nó không được được bóng ha. Hở tí thì mình bán cái này thôi. 300 bớt anh em cái này bán 300 306 thôi. 306 đi. Sửa lại luôn. Cái này cây Betty. Đấy, Betty. Cái này bán 200.000 nha. Cái này bị lỗi một tiếng ở đây. Nứt ở đây này, có 3 vết nứt này. Cái này thì tại vì nó nứt thì mình bán rẻ, anh em về sửa cái mũi lại đi. Để em cắt ra đây anh em xem ha. Đây, có khựng khựng tí này. Đấy. Đó, nó khựng lại đó. Đó. Nó khựng lại ha. Nếu mà không xài mũi nhiều thì anh em xài cũng được. Nên mình bán rẻ 200.000 thôi. Cái này nếu mà không ok là 32,5 á. Giờ 13, bản rộng 2.2. Rồi cuối cùng là cây dao chặt nha. Vân đồng tiền. Cái này thì cũng dày ở trong này 5 ly mỏng dừng ra ngoài thì 4 ly mỏng đều ha. Cái này thì chặt gà vịt xương ống xương đồi ok hết ha. Cái này 1,1 triệu nha. Giờ 20, bản rộng 8.5. Rồi cuối video hẹn gặp lại anh em ở clip kế tiếp nha. Xin chào, hẹn gặp lại.